Sáng mai ngày 14 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ gian lận điểm thi xảy ra tại Hội đồng thi Trung học Phổ thông Non Sông ở Hà Giang. Trong vụ án này, 5 bị can bị truy tố 3 tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Ngoài 5 bị cáo, tòa án sẽ triệu tập gần 200 người với tư cách nhân chứng liên quan tới vụ án. Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài trái ảnh và Vũ Trọng Lương tại cơ quan điều tra. Trước đó, ngày 18 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên xử sơ thẩm lần 1, tuy nhiên chỉ có 55 nhân chứng có mặt, 60 người có đơn xin vắng ngắt và 62 người vắng ngắt mặt không có lý do. Về việc này, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cho rằng vắng ngắt mặt quá nhiều nhân chứng sẽ làm ảnh hưởng tới xét xử nên cần hoãn phiên tòa. Kiểm sát viên cũng đề nghị triệu tập bà Vũ Thị Kim Trung, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Giang, và bà Tống Thị Phương, cô ruột bị cáo Vũ Trọng Lương. Tương tự, luật sư Hoàng Văn Hướng bào chữa cho Triệu Thị Chính nêu quan điểm nếu việc triệu tập nhân chứng không hợp lệ phải cần thiết phải hoãn phiên tòa. Đáp lại, chủ tọa Dương Thị Thu Hà cho biết, trong số 62 người làm chứng vắng ngắt mặt không có lý do, tòa án đã chuyển thư triệu tập đến từng người và được báo lại bằng thư bảo đảm rằng có 12 trường hợp không có người nhận. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, mở lại vào ngày 14 đến 16 tháng 10 tới. Phía luật sư đề nghị đổi mốt thời gian này vì trùng lịch xét xử vụ gian lận điểm thi tại Sơn La nhưng bị chủ tọa từ chối.